Không khỏe mà nó tậm tịt. Thời kỳ con làm nhiều ấy, gần như ngày nào con chẳng đi qua lại vào nhà anh Vân Tuấn thì con xịt. Phải xịt sạch. Thì cưa nó mới gặn cưa lên được, nó mới thoáng cưa nó chạy nó gặn lên. Nó tít. Nhưng mà cái khỏe. Thằng ấy thì nó rẻ hơn thằng thì điện, nhưng mà thôi thằng ấy là chắc chắn là ăn xong theo hơn. Nhưng mà riêng thằng miền Nam thì đố bác nhìn thấy nó dùng cưa xích u mà này, nó toàn đặt Martin hết, đặt Martin hết mà chứ không dùng. Tại vì cái thằng Martin đấy cũng như cái máy phát của chú cái máy phát quả, nhưng mà chắc chú, nó đốt chú dùng cái Martin đấy ban đầu thì nghe ăn xong, đến bây giờ thì lại bình thường. Tại vì lúc bây giờ mình để nó ăn to dài già chơi mà, thế nhưng đến bây giờ thì cũng thấy ăn bình thường. Nhưng cái tốc độ vòng chu của nó thì tít lắm, vòng đua của thằng Martin tít lắm chứ nó không. Thế nên mà ăn xong thì riêng bọn nó phân tích thì thằng miền Nam thì không bao giờ nó dùng máy cắt là hàng hàng hô cả. Cái cá là phát quả nó cũng không hay dùng đâu, nhưng mà ngoài mình thì lại chuộng, mình thì chuộng cái thằng hô. Nó thằng hô là ăn ít sang hơn mà tiết kiệm hơn. Tiết kiệm hơn. Thế nhưng mà thằng Martin thì ăn tốn. Martin thì bao giờ cũng tốt sang, nhưng mà lại khỏe. Thế nhưng cái Martin bây giờ là hàng 250 của nó, hàng xịn đấy, xịn 250. Martin mà cũng là có 6,5 triệu thôi. Máy cắt. Mà nhưng mà nói chung là máy phát thì lại đắt hơn. Này, thế mình lại máy phát 6 triệu. Thằng hôm có chim có 5 triệu. 5,3 triệu là cùng rồi. Không, giờ vẫn có 5 triệu thôi. Mà máy phát, nhưng mà chú mua là đủ 6 triệu đấy, máy Martin đấy. Mà thì không biết là nó như thế nào thì mình nói chung là mình không phải chuyên gia, mình dùng cái gì mình thấy quen thôi, chứ còn thực chất như cái